đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở thành phố Hồ Chí Minh. Yến Xào King Food và tiệm vàng Đức Long tại thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia vào đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam 13 người để điều tra về các tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Về tội rửa tiền, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Mai Trà My, sinh năm 1992, Mai Vũ Minh, sinh năm 1990, cùng chú tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm, sinh năm 1976, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1990, Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1989, Oka Christinen Ikechukwi, sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria và Ine David Sankalop, sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Phạm Văn Nhân, sinh năm 1980, Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1983, Đỗ Viết Đại, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1977, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, 7 bị can bị khởi tố về tội rửa tiền là mắt xích nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, nhóm người này đã tạo email giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, đều lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, những người ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam. Sau đó, chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam. Khi tiền vào tài khoản, nhóm này rút tiền mặt, đem đến cơ sở Yến Xào King Food số 405A và 407 A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm bị can trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma, mở tài khoản công ty, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Ine Davidson Kalop, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty mà đã được thành lập để sử dụng phạm tội. Khám xét tại cơ sở Yến Xào King Food và tiệm vàng Đức Long đã thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra bắt đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 2 tháng 4 năm 2023, Công an thành phố nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự, địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng. Công ty này sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, phòng PC01 đã xác minh, kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 11 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố PC01 đã khởi tố vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra và nhận diện. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, móc nối với người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo phòng PC01 chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan.